Hôm qua gặp đâu bốn bà đó, chắc cũng đại giá quý phái rồi lắm. Vô mấy cô nói thầy, thầy có bốn mà cô sang trọng quá trời, xin gặp thầy. Như đứa nó khỏi tiếp mấy bà sang trọng thì mệt quá. Hỏi sao vậy? Là hôm nay lễ Quan Âm xong mệt quá trời mệt. Bốn bà vô nói thầy, thầy biết á, bốn chị em con mà đi đến chùa nào người ta cũng mở cửa người ta đón, mà con đi vô tới đây mà thầy không tiếp là sao? Nó không tiếp là không tiếp chứ sao? Lý do không có lý do chứ, mệt quá không tiếp, lý do vậy được không? Nó phù hợp. Thấy không, nói chuyện gì mà ta thích, có duyên quý vị. Phù hợp, mệt quá trời kêu tiếp. Bà mấy ngày nay bà có lại 3.000 lại không? Không, tôi lại 3.000 lại rồi đó. Bà kêu tôi tiếp, bà tôi sức đâu mà tôi tiếp, bữa khác tôi tiếp chứ. Vậy mà nghe nó công nhận thầy kìa. Ồ, coi TikTok vui gì đâu á. Bây giờ lại ở đây mà thầy từ chối cũng vui nữa. Thôi bữa khác lại, chào thầy. Thôi xin cúng dường thầy 50 triệu. Ghê chưa? Nó nói chuyện vậy mà người ta lại thương. Tại vì sao? Vì nó lạ quá. Lạ quá. Chứ gặp mà mở cửa đón cúng 2 triệu. Vì sao? Vì món ăn này là món ăn bình thường, còn gặp tình trạng đó nên cho món ăn khác thường nên thấy áp phê. Kinh nghiệm ta nuôi con người không biết bao nhiêu năm nay, ta đã gặp bao nhiêu đối thủ mà không biết nữa thôi. Ta nhìn mặt là ta đặt được con số. Nhìn mặt mà đặt con số đó nghe. Nó nên á, từ nơi đó mà quý vị thấy á, mình á, Phật giáo quý vị thấy học Phật có thể thấy thích thú chứ. Người ta hát bữa nay người ta muốn ca sĩ này, ca sĩ kia, ca sĩ nọ, hài thì hài này, hài kia, hài nọ, phải đổi tuồng tứ tung lăng tan. Cái này một người hát tối ngày quanh năm suốt tháng mà lúc nào hát cũng đạt, chỉ có Phật pháp mới được gì thôi, thật sự luôn. Tôi biết rằng ca sĩ người ta viết một cái, người ta sáng tác ra một bài hát không có dễ. Rồi kịch bản người ta viết ra một phim hay là kịch cũng không có dễ. Tôi qua đây tôi nói chuyện bên kia là tôi đang đi tắm. Tôi tắm xong tôi đe, rồi xong rồi tôi ghi cái đề tôi đi qua đây luôn. Thấy tự tại chưa? Quá tự tại luôn mà. Xong học Phật đi, mà nói chuyện thấy vui đúng không? Nãy giờ có nhiều cái đạo lý xin thưa quý vị, nếu quý vị mà tiếp nhận chỉ một đoạn buổi nói chuyện thì thôi quý vị cũng đã hưởng cả đời không hết. Nó chỉ mà tiếp nhận thật sự đi rồi biết. Nó nên những đức nói rằng mỗi một con người mình phải có góc độ cực kỳ sâu sắc. Cha mẹ sinh mình cho mình cái thân này chứ không phải là để cho cha mẹ quyết định cái thân này cho mình đâu. Phải cuộc đời của cha mẹ mà phải đặc biệt thì mới quyết định cho mình được. Còn cuộc đời cha mẹ mà khổ te tua mà quyết định cho mình, không có chuyện đó đâu. Cha mẹ cho con vay mượn cái thân này, nhưng tâm thức của con phải để con quyết định. Con phải làm sao bản thân này con có được, con sống cho ý nghĩa của cuộc đời, mà sau này con còn nuôi cha mẹ được nữa. Đó mới hay. Đó. Mình nói thí dụ như bây giờ đi, mình nguyên một rổ trứng, nguyên rổ trứng, chúng ta muốn đổ qua cái rổ khác thì chúng ta phải coi cái rổ khác nó có chắc không mới đổ qua, chứ không ai dạy gì đi đổ vô cái rổ bị lủng đâu. Đổ vô nhiêu thì nó lọt xuống hết, toàn 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 toàn. Nên chúng ta đầu tư cũng phải nhìn người, làm việc gì cũng phải nhìn hoàn cảnh. Nó sống trong cuộc đời hơn nhau chỉ có cái gì? Bạn có góc độ hơn người hay không thôi. Nếu không thì cả đời bạn tiêu điều. Chứ làm sao cả đời bạn tiêu điều chứ làm sao? Nó nên có con bé, lúc trước nó vô đây, hồi cấp đó nó chưa sửa sắc đẹp đó chứ. Nó vô đây tờ mình vừa gặp nó là mình nói nhỏ này được dễ thương, nhỏ này được nè. Nó nhìn nó thấy chân chắc thật thà bình thường dễ thương ghê. Từ khi nó sửa sắc đẹp tới giờ tự nhiên sao nhìn nó không muốn nhìn nó, không phải nhìn nó không muốn nhìn nó mà tự nhiên cái duyên nó mất tiêu.
tiêu chứ có tiêu chứ có. Con bị người ta xúi dại rồi con đi làm dại thấy ghê, hiểu không? Nó tiêu chứ con, hiểu không? À, giống hồi xưa có con nhỏ mà coi con của cô Liên An là con bé gì chủ hả? Trời ơi, tự nhiên nó về quê cái nó vô nó cắt hai con mắt lòi ra. Nó vô đâu tu được đâu, nó cắt hai con mắt lòi ra sao tu, mắt tiêu cái viên luôn, nó vô biến mắt tích luôn, mẹ cũng về luôn. Nó sửa sang sắc đẹp không có đơn giản đâu, mắt viên đó trợ chứ đừng nói chuyện dưỡng chơ. Nên quý vị biết rằng một cái cây ghép thì không thể nào tồn tại bằng cái cây nhân sinh đâu bạn ơi, nghe không? Con người phải để mình tự nhiên để mà phát huy cái phước duyên, chứ bạn đừng có nên tạo duyên bằng một cách mà phan duyên, hay không? Tạo duyên bằng cách phan duyên là phiền phức. Bạn hãy để nó tự nhiên để phát duyên thì đúng. Nên người trong chùa mình vào hàng Phật tử là được Như Đức nhắc nhở. Nên ai mà nghe Như Đức là đều được lợi ích rất là lớn, vui vẻ và tự tại, sống có phương hướng rõ ràng. Ồ, ba buổi cơm mà ai mà không có ba buổi cơm? Từ xưa tới nay chúng ta tra lịch sử coi, nghèo cũng ba buổi cơm mà giàu cũng là ba buổi cơm. Hiểu không? Cứ là ba buổi cơm làm tớ thôi. Đúng không? Nên từ đó đó, đầu hổ cũng là ba buổi cơm mà thịt chó cũng là ba buổi cơm. Thì coi, cuối cùng vẫn là nuôi thân, miễn sao nuôi thân tốt thôi, hiểu không? Nên giờ mình nói là phân bò hay là phân cỏ rác hay là phân nhân sinh, phân nào cũng là phân, chỉ cần có phân thì là bón rễ được tốt. Anh chọn phân nào phù hợp nhất thôi. Nên phân như thức ăn cho mình vậy đó, hiểu chưa? Nên bản thân của mình, mình ăn uống thì chúng ta miễn sao nhẹ nhàng thoải mái cũng sống qua ngày. Lại Quan Âm cũng quá trời, cũng 3000 lại lên bờ xuống ruộng, mệt quá trời mà có chết đâu. Hôm nay ngon lành luôn có chết đâu. Tôi nói bữa nay cái mặt tôi nó còn sáng hơn cái bữa chưa lại Quan Âm. Tại vì sao? 3000 lại Quan Âm Bồ Tát, mồ hôi cũ bỏ đi, mồ hôi mới tiếp đến, nó thay đổi được thể chất, nhớ không? Một số mà cặn bã trong ruột gan bao tử của tôi nó sẽ bị lòi ra vì những danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm tôi niệm. Nên mấy bữa đó tàu tiểu vàng khè là tôi biết rồi, tôi biết là nó bào mòn những cái cặn bã ra sạch sẽ. Bữa nay tiểu nước trong xanh. Thấy chưa? Tôi biết rồi, hôm nay là ngon rồi đó nghe. Nó nay khỏe quá trời luôn, đúng không? Nhưng mà cái cuộc đời này á, có ai đâu mà khỏe hoài. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là lễ Quan Âm xong, càng ngày nó càng khỏe, nó hồi phục mau cấp kỳ. Cái bữa tôi lại nghe, 2 ngày tới mặt tôi ôm như hốc hác. Còn nhìn bà chuyển xuống nhìn bà làm nè, nhìn mặt như con mèo vậy bà lại xong. Nay bình thường đó, thấy không? Tao nói có xương sợ dịp có thịt, có xương sợ dịp có thịt, đúng không? Chỉ cần còn xương thôi thì sẽ có thịt thôi, lo gì, đúng không? Bây giờ biết rồi, hiểu rồi. Nà, tu là ngon, cho nên tu là cõi phúc và tình là giấy quán. nên từ nơi đó mình tu là cõi phúc rõ ràng luôn á. Nên giờ tất cả các cô mình đây nào, ai cũng được kết duyên. Nhưng mấy cô bên đây phải nấu cơm mới truyền đồ ăn qua bên kia. Nó thì bây giờ bên kia người ta lại mình, bên đây cũng hỗ trợ đó. Nên tất cả các cô và chúng trong chùa mình đều là tu được phục vụ 3000
30.000 người về lễ Quan Âm, đúng không? Được lợi ích hết, ai mà không được lợi ích? Ý nghĩa chưa? Nên gặp mà như những đức ngoài đời mà đi có vợ với Quan Âm thầy rủ ba người lại Quan Âm, cô hồn lại với mình, đừng nói chi 30.000 người cũng có chứ nó đâu bà. Hiểu không? Không có vậy đó đâu. Ngay ngày lễ với ông Âm mà chừng đi nhậu, người chừng nhậu thịt chó, đừng nói. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà mình thấy đi tu ý nghĩa chưa? Quá ý nghĩa luôn. Cái nhận thức đi con đường này đi tuyệt vời, không ai dao động được tâm mình nổi. Nên những đức nói hàng Phật tử nhớ kỹ, từ hôm nay mình gặp Phật pháp là mình không có khổ nữa, mình không có sống khổ nữa. Sống khổ làm chi vậy? Sống khổ cũng sống một đời, mà sống vui cũng sống một đời. Ai dạy gì đi sống khổ đi sống một đời? Chồng đánh te tua cũng không khổ nữa. Mày đánh kệ mày chứ, mày có quyền đánh, tao có quyền cừ, được không mày? Mày sao được không? Được không? Bây giờ thí dụ như bây giờ đi, đứa con mình sanh ra đây nó bệnh đau te tua, bản thân mình phải sống vui trước mới vớt cái thằng bệnh này. Còn bây giờ nó bệnh te tua, nó khù khù khù, của bản thân mình cũng khù theo nó, vậy ai vớt ai đây? Phật pháp thì giống như thiếu sự từ bi, mà thật sự là quá từ bi, mà còn có trí tuệ trong nó. Người thế gian thì gặp người thân bệnh thì buồn theo, còn mình gặp bệnh kệ nó, mình cứ vui bình thường. Để chi? Để nó thấy mình vui mà nó vui theo, chứ mình cũng buồn thì nó đáp vào ai để giúp nó vui? Suy nghĩ đúng không? Rõ ràng không? Mỗi một con người trong gia đình 3-4 người, mỗi người mỗi cái nghiệp khác nhau. Người thì nghiệp gì, người nghiệp gì, người nghiệp gì. Chúng ta muốn giúp cho người ta chuyển nghiệp thì bản thân của mình nè. Như nãy những đứa gặp 5-7 cô, những đứa nói một câu: mấy cô biết vì sao mà tu mười mấy năm mà không chuyển nghiệp không? Mấy bà tu không có mục tiêu. Tôi hỏi bà là bà tu cái gì? Dạ chị chú tụng kinh sám hối, rồi đi bố thí cúng dường, rồi đi làm từ thiện, rồi đi thôi đủ rồi. Thấy đủ lắm rồi đó. Rồi một ngày bà tu thì sao? Nói là dạ sáng tụng kinh này, trưa tụng kinh này, chiều tụng kinh này, rồi nửa đêm mà tụng kinh gì, và nửa đêm ngủ. Hiểu không? Bà thấy không? Bà tu bà không có phương hướng. Bà biết bà khóa bao lâu rồi? Dạ 16 năm, bà hơn tôi 1 năm đó. Bà hơn tôi 1 năm, tôi cũng chưa tới 15 năm đâu mà tôi tính 15 năm luôn đó. Chưa tới 15 năm đâu. Bà thấy tôi không? Thấy chưa? Nè, giảng pháp tôi nghe rầm rầm đó. Và bây giờ bà vẫn còn đi te tôi đi tìm phương hướng. Thấy không? À đúng rồi ta, sao mà con mười mấy năm mà sao mà con cứ dọc dọc đi tìm hoài. Con thấy thầy nghe nói có mười mấy năm rồi, sao thầy làm ghê gớm vậy thầy? Tôi có con đường. Nó nói sự chọn lựa còn hơn cố gắng nữa. Tôi chọn lựa mục tiêu rồi tôi mới cố gắng thúc đẩy. Con người mình giống như trong cái cuộc đời mình giống như cầm cái cung lên mình nhắm mục tiêu vậy. Mình nhắm mục tiêu đi. 1, 2, 3 bập. Dính liền. Đúng không? Giờ cầm cái cung lên, gà cái này mà gà búp ngay chứng giữa, không trúng nào chứ. Còn tôi từ khi đi tu là tôi dương cung mà tôi không bắn, tôi nhắm mục tiêu. Xong cuối cùng tôi nghe nói danh hiệu ai với đạo Phật, tôi nhắm ai với đạo Phật, nhắm đúng rồi, nhắm hoài luôn, ngay chỗ ai với đạo Phật luôn, thành công liền, có mục tiêu, có phương hướng, có con đường luôn, đúng không? Rồi xong tôi gầy dựng mục tiêu đó, tôi gầy dựng thành một cái gốc, rồi tôi phát triển cành lá hoa quả sum xê. Cái gốc tôi bồi dưỡng cái câu ai với đạo Phật rồi, cành lá hoa quả sum xê. Cách này 7-8 năm về trước tôi từng nói một câu nè: tôi ở một nơi tôi cầm cái cờ, cái cờ ai với đạo Phật, mỗi năm tôi năm sau tôi cuối cùng nó cao gần tới trời xanh thì bốn phương đều thấy. Thấy không? 7-8 năm trước tôi đã nói câu này, bây giờ rõ ràng chưa? Đó, còn người ta chạy đầu này đầu kia.
Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nhìn được cái quang cảnh rộng rãi thì trước nhất chúng ta phải lên đỉnh cao nhất để nhìn. Còn nếu như chúng ta muốn nhìn được cái bùng binh xe chạy thì chúng ta phải đứng ngay chính giữa của bùng binh, đừng nên chạy theo bùng binh. Mình chạy theo bùng binh thì mình chạy lên đây mình thấy đây, mình chạy đây thấy đây, chạy đây thấy đây. Nhưng nếu mình đứng ngay bùng binh thì mình quan sát mình thấy hết trơn cái bùng binh, đúng không? Đó, tôi thành công là do tôi đứng nơ, tôi chọn một điểm vị trí đàng hoàng, mà tôi lại chọn ngay cái bến bờ thật sự đặc biệt nữa chứ. Cái bến A Di Đà Phật, tôi đứng ngay vô đó luôn. Đứng ngay vô đó mà, tôi đứng ngay bến A Di Đà Phật luôn á. Tôi biết mà, tôi biết Phật A Di Đà, ngài là một ông chủ đặc sắc. Tôi chọn ông chủ này tôi đi theo. Thấy không? Chứ ai mà đi theo á, ông chủ cù lằn. Chủ bị ghẻ. Sao phát triển được? Chọn ông chủ đi theo, tôi làm việc cho ông chủ đặc sắc. Nên quý vị niệm Phật, khi người niệm Phật nó làm thiện, mục tiêu là cầu giải thoát, để quý vị đang làm cho ông chủ A Di Đà Phật đó. Đó, nên tổ chức lễ 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, như thế không? Phải làm việc cho A Di Đà Phật không? Bồ Tát Quán Thế Âm cũng làm việc cho A Di Đà Phật nữa. Như vậy tôi lại Bồ Tát Quán Thế Âm, như bổ nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề này thích. Thì bây giờ ngài mới khuyến dụ chúng sanh, khuyến dụ. Giống như nó té xong cái chùm, nó mô qua theo Bồ Tát. Bồ Tát Quán Thế Âm chéo đưa mày lên bờ. Bồ Tát Quán Thế Âm nói con vô trong kia nằm, nằm đây mày lọt nữa bây giờ nó già hồng. Con thích nằm đây. Nó lọt kệ con, với mày cứ ở đây, tao vớt mày lên rồi là tròn trách nhiệm của tao. Đi chéo chỗ khác. Nó nằm chút nữa toàn, nó mô cái này một té, vớt nó lên. Bồ Tát nói, đã Bồ Tát nói với con không được nằm ở đây, vì ở đây là gần con sông. Có khi nước lên nước rồng nước lớn bất tử, có khi nước lớn bất tử con sẽ bị nước cuốn trôi, nên ta kêu con vào trong đường chắn nhựa mà ở. Con không nghe lời ta, thấy không? Bồ Tát tùy duyên nên từ nơi đó mà cái hạnh Bồ Tát từ bi thương yêu dịu dàng giúp đỡ. Khi nó té sông té giếng, xe đụng nước chạy trôi nó đi sụp đất, nó kêu Bồ Tát Quan Âm đến cứu, nên tạo cái mối ân tình. Cái mối ăn tình đã tạo được rồi thì Bồ Tát mới nói rằng, này con, nếu như con muốn hết khổ của cõi ta bà thì ta chỉ cho con một con đường đi về mà không bao giờ khổ nữa. Lúc đó có cái sự thân thiết rồi, thì lúc đó Bồ Tát mới nói vậy. Ông tôi giảng vui vui nghe mà để ý cẩn thận nghe cho kỹ kỹ kia. Lúc đó Bồ Tát nói vậy thì nó nói, dạ thưa Bồ Tát, như vậy thì Bồ Tát chỉ con đường nào để thoát khổ, chấm dứt sự khổ đau. Thì Bồ Tát quá theo nói rằng, thiện căn của tín nữ đã hoàn toàn hồi phục. Như vậy thì ta quyết tín nữ từ hôm nay nên chân thật niệm Phật Di Đà cầu sanh cực lạc. Ờ, thấy chưa? Đâu? Nó Bồ Tát Quán Thế Âm phải dùng phương tiện từ dịu dàng dẫn dắt. Tôi học Bồ Tát Quán Âm, tôi dùng đa dạng phương tiện, đúng không? Bây giờ quý vị coi bao nhiêu chú chim sẻ. Nói câu này nó hay rồi, bao nhiêu chú chim sẻ, đúng không? Có những chú chim non, có những chú chim già, nó bay tung tăng như bầu trời đầy bão tố, đúng không? Thì té xuống vớt chú đem về chùa cho ăn cho uống đàng hoàng,
lấy máy sấy tôi hấp cho nó ấm. Tôi dùng phương tiện thiện xảo để gọi những chú chim sẻ đã quen cái tổ hộ pháp rồi, thì các chú mới chịu ở trong trường Phật. Phải có phương tiện quý vị ơi, chứ đừng có nói mà cái kiểu niệm Phật đi mày, niệm Phật đi mày, không có chuyện đó đâu, hiểu không? Nên những người trưởng đoàn cũng vậy nữa, phải dẫn người ta đi tu. Đừng có bao giờ nói rằng là nó về đây chùa nó không tu, nó quậy phá, kệ dẫn nó đi. Nó về chùa là nó bước được mấy bước rồi đó, còn nó chưa chịu lễ nhưng nó cũng nghe. Nó có cái ông kia có lần như đức bạn bộ đồ bình thường lợ đội cái nón kết nói chuyện với ổng. Mình đi tìm hiểu coi mấy cái người nó không lại Quan Âm nó nói làm sao, trong khi mình lễ mà nó không biết mặt mình luôn. Lỡ nói chuyện với nó, mình hỏi chào chú, à, chú đi về chùa lễ Quan Âm hả chú? Không phải. Chùa lễ Quan Âm bây giờ chùa không phải lại Quan Âm về chùa chi à, thấy đông quá về chơi được không? Vậy đó đấy, được được. Quay qua hỏi, ồ vậy chú em à, đi về chùa làm gì? Nó về chơi chứ được không? Ủa vậy là hai anh em mình về chơi à? Về chơi coi mấy người này lại chơi vậy được không? À, vòng vòng chùa vui mà. Nó à đúng đúng, về tôi về đây tôi không lại nhưng mà tôi vui. Anh nói, anh nói về chùa không lại mà vui, đi vòng vòng mà tôi thấy mấy người lại tôi thấy tôi xúc động nha. Tôi không có lễ mà tôi nhìn thấy xúc động ghê, đứng tôi coi tôi coi thấy xúc động quá trời luôn. Với một nữa, cái tâm của tôi tự nhiên tôi nghĩ thấy bà già bà lễ tôi canh bà, hỏi chi à, lỡ bà xỉu tôi ẩm bà ra đó đó. Thấy chưa, nó có tâm từ bi Quan Âm mà đó, không lại mà nó có cái tâm nó từ bi rồi. Xong những đứa nói anh vô cùng là từ bi, cái từ bi thấy không? Tại vì sao? Vì không lễ mà canh mấy bà già để chi? Bà nào xỉu ẩm ra. Chưa ghê thiệt chứ. Xong giờ đứa hỏi hôm qua giờ có bà già nào xỉu chưa? Chưa thấy bà nào xỉu. Nói ông vô đây mà ông canh mấy bà già xỉu thì đố mà có bà nào xỉu luôn. Cái anh nguyện Bồ Tát quá thế âm lễ mà xỉu, sao xỉu được? Mệt thì mệt chứ sao xỉu? Người ta mà mệt bình thường là xỉu rồi. Nghe thấy cái chỗ này cho tôi xúc động vô cùng. Sao vậy? Tại vì bữa đó tôi nhớ lại cái cảnh tình mà tôi lễ Quan Âm. Nó mệt gì đâu mà nó mệt. Mà đâu có xỉu. Đâu có xỉu đâu quý vị. Mệt mệt chứ đâu có xỉu. Thấy chưa? Chứ bị coi nếu mà gặp một ngoài đời mà mệt cái kiểu đó là xỉu. Trời ơi mà đứng mà lại của nó mà xỉu té mà chết. Chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Nó mà lễ mà bữa đó như vậy, nó mà mệt vậy nó mà có xỉu không? Đâu có xỉu. Xỉu mà nói gì nữa. Bởi vì sao? Nếu 3.000 lại này mà tôi bật máy thì tôi đâu có cảm giác này. Rồi mọi việc cũng sẽ qua. Cũng quá chứ có gì nữa. Ngày thứ mấy rồi? Thứ 3 rồi. Mới tuần trước thứ 3 chuẩn bị lễ Quan Âm. Mà mới đây bữa nay thứ 3 nữa rồi. Thấy chưa, xong việc rồi quý vị thấy chưa? Nó thì thấy không, hay chưa? Nên cuộc đời con người cứ ngày tháng đi qua và chúng ta cứ gần dứt phần mộ. Nếu như mà mình không cố gắng tu thì phần mộ đang chờ đợi mình đó bạn ơi. Nó nên những ngày tháng sống của mình đúng là quá đẹp, quá ý nghĩa. Quá đẹp, quá ý nghĩa không? Nhưng mấy cô bây giờ phải khỏe chưa? Tôi nói thiệt chứ mấy cô mà ngoài đời thì mấy cô không có khỏe được gì đâu. Bạn đi mấy bà ngủ nghèo cỡ nào nghèo có mua chai sữa tắm, nghèo cỡ nào nghèo có mua chai kem hay là son phấn tùm lum. Bạn đêm ngủ một tạ sức
gùi mũi dán nó bu đầy à. Bây giờ mấy cô ngủ ngon lành lành tá lả, mình cũng không có dính gì nè. Tại vì sao? Mình mãi sạch sẽ vô cùng, có gì đâu dơ. Ở ngoài đời người ta vì cái đẹp quý vị ơi, mà ta sức tới ghê lắm quý vị ơi. Sức đầy luôn, mình mãi sức luôn. Công nhận, chịu khó thiệt. Nghe thấy cảm giác thôi mà thấy dằn ốc mình. Sức dích chích, mới dích 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 mình sức. Bởi vì nên từ nơi đó cái cô thấy mình đi tu thấy khỏe chưa? Quá khỏe mà. Cái này là cái đặc sắc đó nghe mấy cô. Nó sống khỏe mà sống trẻ, mà mình mãi mấy cô lại ít ghẻ chứ. Được không? Nó dài một mụn mọc lên thì lặn thôi. Ai không nói mụn? Mụn muốn mọc thì kệ mù nữa chứ. Được không? Mụn nổi là chuyện của mụn, rồi mai mốt mụn lặn là chuyện của mụn. Còn cuộc sống của mình cứ sống tự nhiên, hạnh phúc chưa? Quá hạnh phúc. Còn ngoài đời mà nổi mụn lên đi, nó nhìn lấy miếng kem coi. Kem ai biết, thấy chưa? Thấy khổ không? Sợ nó bụng mụn nên kem lúc nào cũng đem theo ha. Kem bật đêm. À chị, hũ kem này nghe chị nói chị biết nghe. Em xài hũ kem này đó nghe chị, nó tốt, đừng có nói nữa. Chị biết lúc đó da em khô lắm á chị ơi, da khô lắm á. Tay là không có đường gì đâu chị. Nhưng mà từ khi vừa dùng kem này chị biết á, chỉ một lần kem nhẹ thôi nghe. Thấy không? Chị thấy không? Thấy da em chưa? Thấy da em đây là biết cái gì đâu. Nhờ cái gì phải không? Phô mi. Phô mi. Thấy chưa? Tự nhiên dính vô liền, thấy không? Ngon. Thấy không? Chị biết á, chị biết á. Từ khi mà em xài cái lọ son này tới bây giờ nghe chị. Từ khi mẹ xài cái lọ son này tới bây giờ là chồng em nó mê em, đừng có nói nữa. Chị biết. Ôi son gì mà hay dữ em. Son Hàn Quốc. Soda Hàn Quốc. Thấy không? Mỗi lần buổi tối đi ngủ nghe chị, chỉ cần sức nhẹ là môi thôi, là môi mềm lắm chị ơi. Thấy không? Ghê chưa? Nó no. Khổ không? Nó no. Vì cho người ta thương mình khổ đấy chưa? Rồi còn một loại dầu thơm nữa chị. Dầu thơm này coi chị coi. Nó no. Chị biết đó nghe. Bằng đêm ngủ nghe chị. No. Thơm vô cùng luôn. Nó no. Giới thiệu tá lả bên chứ. Mà ngồi lại nhau là bàn cái chuyện đó không. Ngồi lại là bàn kem, bàn phấn, bàn son, bàn dầu thơm, rồi rồi cái gì sơn móng tay, rồi cái gì tùm lum. Kinh khủng chưa? Em thấy khổ không? Đó. Còn mình vô đây mình khỏi bàn bào, mình gặp nhau là bàn gì? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đó. Vậy mà vui vẻ. Tự tại đấy chưa? Nó đâu có cần gì đâu. Nên mấy cô Phật tử mà tôi mà hướng dẫn với tôi nói thiệt cho mấy cô sẽ đẹp tự nhiên một làn da. Đặc biệt sức cho nhiều đi rồi nó già sớm chứ mà biết. Nó nên mấy cô mình đi vô đây tu nghe. Mà gặp ngay những đức là may mắn. Thấy không? Giống như là những đức là bồi dưỡng cho các cô mà trẻ, lâu, già, chậm. Đúng không? Trẻ, lâu, già, chậm. Đó. Người ta biết cách chăm hoa. Biết cách chăm hoa. Đúng không? Còn ngoài đời là làm cho hoa bị tan tành, tan nát.
te tua tả tơ hết chứ. Mới có chồng đẹp đẹp, 2 năm sau tả tơ, bèo nhèo, mặc như con mèo. Ồ, hồi xưa mà có nhiều đứa bạn ở dưới quê, lúc nó chưa có chồng nó đẹp, cho nó chạy xe đạp, cho chạy dù dù thử, ngoài đường, thấy mê thấy ghê. Mình đi lên thành phố 2 năm mình quay về, mình thấy nó bồng đứa con, bán con muốn. Mình kêu, ồ, thấy, ồ, anh em không? Anh Hiền. Em làm gì em? Bán rau muống. Trời ơi, lúc này sao em nhìn già chứ gì? Có chồng rồi. Chồng là già hả? Có con chưa? 2 đứa. Trời ơi, đang nói chuyện với mình chút, điện vạch cái vú cho con nó bú. Kinh khủng thiệt chứ. Ngày xưa mình đeo đuổi nó tự là tự, mình muốn nhìn cái không được. À, mình đeo đuổi á, nhìn cái cũng được nè. Mà bây giờ trước mặt mình luôn, nó dạch ra, nó cho con nó bú. Nó thời là đúng là em tàn tạ, thôi chào em anh đi nghe. Thấy chưa? Tả tơ te tu 2 năm có chồng, đi bán cà mú. Không phải ít người đâu quý vị ơi. Ừ. Nó nên cái ngày đám cưới, có nhiều người ngoài đời cứ nghĩ rằng, ôi nhìn ở đám cưới mà ham ghê. Ờ, ham đi, ham đi, nửa năm, năm sau rồi biết ham. Nó nên từ nữa đó thôi. Những đức muốn nói đây là cho các cô mình cố gắng, thấy không? Con đường này đi là đặc biệt rồi, nỗ lực mà đi con đường này, về sau càng đi thì càng ý nghĩa, thấy không? Càng đi thì càng ý nghĩa. Còn Phật tử thì cho mọi hoàn cảnh cái tiếp nhận Phật pháp để áp dụng trong cuộc đời, miễn sao mà sống cho đặc biệt, sống cho vui, đừng có buồn giận ai để trong tâm. Còn mỗi người, mỗi nghiệp, mỗi nhà thì mỗi cảnh, chúng ta đừng có bị cái hoàn cảnh mà nó câu thúc mình, nó làm cho mình phải nặng nề theo hoàn cảnh. Vì quý vị không có sở ra được đâu. Quý vị muốn sở ra cái hoàn cảnh khổ đau trong cái gia đình quý vị á, thì chính bản thân quý vị là người phải đứng lên trước. Tại vì trong nhà mình, con cháu của mình nó bị vấn đề gì đó, mình đừng có nặng vấn đề đó mà mình phải đứng lên trước, rồi mình mới kéo nó lên. Còn nếu như nó bị vấn đề mà mình còn bị nó gịch xuống, vậy làm sao mà mình kéo nó lên? Nên chúng ta phải học Phật trước đi, rồi tin nhân quả đi, rồi mình cầu Phật Bồ Tát gia hộ. Mà muốn có kết quả là mình đi đến chùa, đồ chủ nhật, đồ cộng tu, để mình nghe pháp thêm ở nhà, đăng ký cái trang Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ nghe thêm, để nó cởi mở tâm tư. Tuy là buổi nói chuyện gì nó làm cho bị vui, bị quên hết trơn cái buồn à. Mà khi nó quên cái buồn thì nó không có buồn, hiểu không? Nó quên cái buồn, nó không có buồn. Mà một ngày vậy thì những bài pháp như Đức đưa lên nhiều quá trời, tha hồ mà nghe, nghe viết rồi tự bị nhận thức được à. Nhận thức được cái gì? Ôm thầy nói câu hay ghê, khổ cũng sống mà vui cũng sống, hồi sống vui ngu gì sống khổ. Đúng không? Cái đặc biệt của mình ở căn nhà lá, mà mình chấp nhận căn nhà lá thì mình ở căn nhà lá vẫn mát. Chứ mình đừng có ở căn nhà lá mà mình nhịn biệt thự, thì bản thân mình khổ rồi. Bản thân mình có thằng chồng lùn nè, chồng lùn mà dễ thương theo lùn, thì tự nhiên mình thấy thằng lùn nó dễ thương. Còn có chồng cao ha, chồng cao được, giống người mẫu dễ thương cũng được, có xài chơi, hiểu không? Còn ở nhà đúc thì ở nhà đúc, còn ở nhà lá ở nhà lá. Còn mình ăn cơm quọt quẹt ăn thì cũng qua ngày, mình chấp nhận cái hoàn cảnh mình sống như vậy, thì con người trong cái khổ mà tự nhiên nó phát triển cái vui, hiểu không? Trong cái khổ mà nó phát triển cái vui đó, 100% luôn. Rất nhiều người chúng ta trong cái khổ nó lại xuất hiện ra cái niềm vui lý tưởng trong cuộc đời chúng ta luôn á, là gặp Phật pháp. Nên quý vị đừng có nên bao giờ chán nản rằng cuộc đời chúng tôi tiêu rồi, không có ngày mai, đừng có nghĩ gì. À, con người á, sông có khúc người có lúc, nên chúng ta cứ sống cho đặc biệt đi, rồi đến cái khúc nào đó thì nó tự ngon là nó ngon. Còn nếu như cả đời nó mà không có cái gì đặc biệt trong cuộc đời, thì cái đặc biệt của chúng ta nhất là gì? Được niệm Phật mà cầu sanh Cực Lạc. Đó là đặc biệt nhất rồi, còn gì? Vì ai mà không chết? Các bụi trả gì cho các bụi, giàu nghèo gì cũng vậy thôi. Ai mà không chạy vô quan tài? Nghe đến chết thì sợ, mà thật sự thì ai cũng chết. Nghe tới bệnh thì sợ, mà thật sự ai cũng bệnh, đúng không? Nên ngày xưa khi gặp vua, người ta vô
chúc mừng vạn tế gia. Vạn tế, vạn tế, vạn vạn tế. Vạn tế là gì? Là sống, là tuổi vạn 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 tuổi thọ dài. Tế là gì? Là vui vẻ, là lúc nào cũng sống được tuổi thọ và vui vẻ. Nó gặp vua cái là vạn tế, vạn tế, vạn vạn tế. Thấy không? Nhưng vì coi lịch sử coi có mấy ông vua mà ông tế, có mấy ông vua mà ông vạn không? Ông chết cũng củ tỏi mà chết sớm hơn ta đó. Chết sớm hơn mấy dân đen nữa. Thấy không? Nó từ khi ông vua nào ông lo cho dân cho nước đàng hoàng thì ông sống còn thọ. Chứ ông vua mà ông ăn chơi quá mà tế không có đâu. Nó đem ông ra cũng tế luôn. Chết sớm mấy vị. Coi phải không? Coi lịch sử đi. Nên cái lời chúc chỉ là cái câu văn thôi. Còn cái thật chất của con người chúng ta là mình phải làm. Cái này mới là chính thức đó, lợi ích. Đúng không? Như quê ngày xưa Tết năm nào gặp cũng gì. Ôi chúc anh Hiền vạn sự kiết tường như ý, năm mới làm ăn phát đạt, tiền vô như nước, tiền ra như rùa. Nhưng đứa đó tiền nó còn có vô, đừng nó vô như nước. Không có tiền lấy gì ra. Được đó, tiền vô như nước, tiền ra như rùa. Nghe câu gì mê, gặp mà nó đổi ngược lại. Chúc anh Hiền năm mới tiền vô như rùa mà tiền ra như nước. Trời ơi, mày nói câu này đó tao quýnh mày. Tao biết năm mới tao mới về đâu. Năm mới mày khai trương phải không? Đầu năm đầu tháng tao muốn năm nay năm mới đó phát triển. Nó lạ lạ là chúng tao gặp mày chúc cái vô duyên. Mà ta ai cũng chúc mà tiền vô như nước, tiền ra như rùa mà chúc tao gì? Tiền vô như rùa mà tiền ra như nước. Chúc quá trời chúc mà năm nào cũng nghèo. Chúc quá trời mà nghèo té tua chứ thấy không? Còn năm cứ ô chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Răng long đầu bạc. Chưa có cái răng sâu ăn nữa, nó chia tay mất tiêu. Răng long đầu bạc. Thấy không? Thì nghe phải chí tình chí lý mà đi thì coi phải không? Chúc quá trời chúc luôn mà. Chứ có đám cưới nào mà lỡ chúc cho cô dâu chú rể mau chết. Có ai mà chúc vậy không? Nó chúc ngon lành cơ mà nó có ngon đâu, mấy được mấy cặp thì vợ chồng ngon. Nó quýnh lộn te tua chứ ngon cái gì. Thấy không? Nó nên vậy thôi, cái lời chúc đó chỉ là cái bên ngoài thôi. Cái quan trọng là mình phải có phước đức kìa, mình mới hạnh phúc. Cái ngày đám cưới của vợ chồng mình, trời ơi, nó giết bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, bao nhiêu con dế nhủi nó giết. Giết tá lạ ở bên, nhưng mà nó chúc trăm năm hạnh phúc. Mày hạnh phúc mà bao nhiêu con gà nó khóc kìa con, bao nhiêu con bò nó rơi nước mắt kìa con. Vậy sao mày hạnh phúc được? Hiểu không? Trong nhà Phật dạy vẫn có lý. Mình muốn mình hạnh phúc thì phải cho hạnh phúc cho muôn loài. Muôn loài hạnh phúc thì ta mới hạnh phúc. Nếu như mỗi người mà gặp pháp môn niệm Phật, mà nếu chân thật hành trì thì cái khổ gì trong cuộc đời này cũng qua, chắc chắn luôn. Nên có nhiều người mình do mình không để ý thôi. Nhà mình có hai ba người mà khổ te tú, nhà người ta một ề, có khổ gì đâu. Đa phần cái khổ người ta là chỗ nào quý vị? Chấp. Chấp nặng nề. Và con người nó không thoáng được cái tâm quý vị. Không thoáng được cái tâm. Dụ như từ tôn giáo, Phật giáo, học cái nào dính cái nấy, học cái nào chấp cái nấy thành khổ. Những đức ấy học Phật tự tại quá trời. Vì sao? Vì chữ Phật là chữ giác ngộ. Con đường sao cũng được, miễn đi tốt thôi. Miễn đi sao nó thoải mái thôi thì đi thôi. Làm gì phải nặng nề. Những đức nói từ đời ông bà cha mẹ mình từng đời đi xuống. Tới đời chúng ta có quyền cải cách. Miễn sao sống tốt thì tự nhiên nó đặc biệt thôi. Sống khổ làm gì? Đúng không?
Rồi dù bây giờ tôi học tôn giáo nào cũng vậy, Thiên Chúa giáo, Phật giáo hay Hòa Hảo giáo hay là Cao Đài giáo, tôi học môn nào cũng được, miễn tôi cách nào tôi thấy hay thì tôi học và tôi có quyền học. Miễn sao tôi học tốt thôi chứ, học vui thì thôi chứ, học lợi ích thì thôi chứ. Nó làm gì bắt buộc tôi học cái đó là không được học cái khác, không có cửa đó đâu. Nên như Đức nói rằng Phật pháp mà hiểu được thì đúng là càng học Phật càng thấy tự tại. Lễ Vía Quan Âm mấy chục ngàn người làm xong cũng rồi hết trơn. Còn nếu như mà nghe mà sợ không dám làm thì làm gì có được 3 ngày 3 ngàn lại cho người ta tu. Rồi bao nhiêu tiền bạc tự nhiên người ta cũng đổ vô, cuối cùng cũng xong. Tại vì sao? Làm cho thiên hạ, thiên hạ cùng làm, chứ ai bắt mình làm đâu. Ta làm cho thiên hạ thì thiên hạ cùng làm, chúng ta cùng làm, chúng ta cùng có lợi ích, đúng không? Nên tại sao nhà mình có 2-3 người khổ te tua tả tơi, không thoáng được quý vị ơi. Không thoáng được. Thí dụ như giờ đi, nơi cha sanh mẹ đẻ mình ngay cái nhà đó, khổ quá trời, bỏ cái nhà phức cho rồi. Chỗ nào nó thoải mái hơn thì ở. Tự nhiên cái nơi này cha sanh mẹ đẻ tôi không có được bỏ, vì mai mốt có chết không? Không lẽ chết cũng ở ngay chỗ đó. Nên con người ta là do không thoáng mấy vị ơi. Cái tâm nó không thoáng, mà cái tâm không thoáng là sanh chỗ nào biết không? Cái tâm không thoáng là ngay chỗ không có phước. Trong nhà Phật nói phước huệ, mình không có phước sao có trí huệ. Khi bạn có phước bạn sẽ có trí huệ. Thí dụ bây giờ tôi giữ một cái gì, tôi giữ chùa, dù sao này Hòa Thượng giao chùa như Đức, như Đức phải giữ chùa cho Hòa Thượng. Con giữ hết mình, còn con giữ không được thì con buông tay, chứ làm gì con phải khổ, đúng không? Làm hết mình rồi mà không được thì thôi, giờ sao giờ? Cái gì cũng vậy, trong cái cuộc đời này không có thể nào bắt mình phải khổ được. Ai mà khổ gì, cuộc đời người ai cũng mấy chục năm đi qua rồi cuối cùng chết đi thôi. Chúng ta làm gì chúng ta phải sống những ngày tháng nặng nề. Như nãy như Đức gặp cái bà đó, bà kinh doanh nón bảo hiểm. Nói thầy biết không, từ lúc dịch tới giờ thầy cứ tháng nào cũng lỗ cái tỷ, mà từ cấp dịch tới giờ lỗ hơn 30 tỷ á thầy. Như Đức quay lại hỏi, bà hôm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 65 tuổi rồi. Thì Đức nói cái bài học này lớp 1 cũng tính ra được. Bà 65 tỷ. Ê, bà 65 tuổi. Bà 65 tuổi. 30 tỷ của bà ăn 3 đời cũng chưa hết. Thì nói chi một đời của bà. Làm chi để mỗi tháng lỗ 1 tỷ? Khỏi cần làm. Bà giữ lại tiền đó, bà sống lai rai, bà đi chùa, bà đi cả đời cũng không hết. Nhưng do bà không có phước nên bà phải mắc sạch mà bà còn khổ, đúng không? Học Phật pháp tin 100%, khi quý vị thật sự có phước là quý vị sẽ sống khỏe. Thật sự có phước thì sống khỏe. Quý vị nói như Đức tổ chức 3.000 lại cho Bồ Tát Quán Thế Âm, những Đức cực hả? Cực, người ta làm cái đó mới là vui chứ cực cái gì. Tuy nhiên Đức rất là mệt, quý vị thấy như Đức lễ Quan Âm không? Mệt thì mệt nhưng mà Đức cứ cười hoài vậy đó. Tôi làm việc cho người ta, vì chúng sinh mà tôi tu tập chung luôn. Tôi cũng là đang tạo phước duyên mà, chứ tôi làm cái gì đặt vấn đề vào ai đâu. Người ta cũng lại te tô bầu mình tôi lại sao? Thì mỗi cơ địa, mỗi người thôi, như giống bà chuyện của nó héo queo, bữa nay bà tỉnh queo. Hôm nay héo queo, bữa nay bà tỉnh queo rồi đó. Đi chùa lễ rai. Nên cái người mà nghe mình chia sẻ Phật pháp mới có chức cũng được mà rớt chức cũng được. Có tiền cũng được mà bớt tiền cũng được. Vẫn là 3 bữa cơm bình thường, nó có thiếu bữa cơm nào đâu. Nên trong cuộc đời của người thì biết rằng có những người thật sự quý vị là họ khổ là do tại vì họ không có phước đó quý vị. 100% luôn. Tôi năm 10 mấy tuổi tôi đã muốn bước ra khỏi căn nhà tôi.
Năm mười mấy tuổi tôi đã muốn bước ra khỏi căn nhà của mình. Tại vì sao? Mười mấy tuổi rồi tôi nhìn ra căn nhà của tôi, tôi nói căn nhà này chắc chắn ở trong căn nhà này sẽ không bao giờ mà ngóc đầu lên nổi. Chắc chắn quý vị luôn, nhìn rõ ràng luôn. Năm mười mấy tuổi chưa học Phật nhưng cũng nhìn ra ở trong căn nhà này không ngóc đầu lên nổi. Nhất định phải thoát khỏi căn nhà này thôi. Không có nói là út mà nói là thờ cha thờ mẹ chứ nhé. Tôi phải thoát ra khỏi chỗ này thôi. Trước nhất là tôi phải làm một cái gì đó trong cái cuộc đời này. Tự nhiên như Đức nghĩ vậy đó quý vị. Thôi ông anh Tư, ông giải quyết vấn đề này đi. Nó nhà có mấy công đắc, 10 công đắc vậy đó, thôi ông cứ giải quyết đi. Tôi thôi, tôi bước ra khỏi cái này, vị trí này mới được. Nên nếu như nhận đức mà chôn chân ở dưới quê, làm sao có ngày hôm nay đứng y một chỗ mà cuộc đời bây giờ có vợ cũng còng lưng tiếp tục khổ như các anh các chị, mà cũng không làm được việc gì cho ai nữa, riêng bản thân mình cũng khổ là sao giúp được người khác. Nên nhân đức học Phật nên về quê hương đồ, ta lỡ ta tu ầm ầm đi là mấy trăm người, mình mà gặp ở dưới quê mình nghèo á, ơi nghèo tình cảm, nghèo mà tình cảm. Bạn có tình cảm nhưng ai đến với bạn tình cảm hả? Bạn nghèo quá nghèo rồi, mỗi lần người ta đến tình cảm với bạn thì bạn mượn tiền người ta, hoặc là người ta phải giúp đỡ cho bạn một hai lần rồi giết ai đến với bạn tình cảm. Tình cảm thì tình cảm chứ bạn không có được làm phiền người ta gì vật chất. Chỉ có chùa chiền mới đi đến đây á, mà nương tựa rồi tu hành rồi sống bình yên, không ai lấy tiền nhà. Chứ có ai trong cái thời cuộc này mà nói đi quý vị lỡ nhà người ta, quý vị ở trọ đâu mà không cho tiền mà cho ăn cơm không? Không, không có đâu quý vị ơi. Có cái chuyện mà tự nhiên đi lỡ nhà người ta ở, cuối cùng lo cho đến khi mắc rồi này kia mới lo hết dơn hậu sự không? Không có chuyện đâu, tầm bậy tao tao. Đâu mà có chuyện này. Nó nói là chùa là tổ ấm ta về, chỉ có chùa mới vậy thôi. Anh em chị em ruột đi chăng nữa, mình lỡ ăn vài ba ngày chứ mình ăn thử từng lễ coi. Chị ruột thì còn anh rể, anh ruột thì còn chị dâu, hoặc là con cái của họ cũng nặng nhẹ, mình là cậu là chú. Rồi đừng có nói nguyên lý này, ngoài đời tôi hiểu quá trời. Thôi nên từ nơi đó, khi mà mình sống mình có điều kiện, mình đừng có làm phiền ai thì người ta mới tìm đến mình. Mình làm phiền người ta, cả anh chị mình nó cũng dứt mình nữa, chứ đừng có nói chuyện dẫn chơi. Nên cái tình cảm thế gian đó quý vị ơi, nếu mà làm phiền người ta về vật chất không có được đâu quý vị ơi. Đụng vô vật chất đi rồi sẽ biết tình cảm. Đụng vào vật chất mới biết tình cảm. Chỉ có đi tu mới cởi mở được cái tâm này ra. Nếu tôi ở ngoài đời thì cũng vậy thôi, làm cực muốn chết mới có được vài triệu bạc, không có cái chuyện chia cho nhau đâu. Không đó, nên tại sao người thế gian mình cái phước mình nó hẹp quá, mà tại sao cái người đi tu cái phước họ lớn dữ vậy? Họ niệm niệm gì người ta? Bây giờ thí dụ như giờ hòa thượng mình á, ngài đi tu từ khi còn trẻ, ngài không có vợ con gì hết trơn, ngài làm chi bao la vạn trượng dữ vậy, làm gì người ta mà chỉ có đi tu mới làm như vậy? Còn nếu như hòa thượng ngoài đời đi có vợ, dù hòa thượng làm tổng giám đốc đi chăng nữa cũng gom tất cả của cải hòa thượng đem về cho một hai đứa con hòa thượng, chứ làm gì hòa thượng làm cho người ta? Người ta làm công như hòa thượng trả tương lương, chứ làm gì có cái chuyện mà hòa duy người ta? Bây giờ làm gì người ta? Nên cảnh giới mình mới lớn vậy, đúng không? Nên đa phần cái người ngoài đời là phước cuối cùng là si không, đa phần là người cuối đời là si không, hoặc là thời gian là si phước hết trơn. Vì sao? Vì tất cả cái gom góp của họ quy về là chỉ có gia đình họ có một hai người, nó họ si phước xài không mà không có tạo ra. Còn người ta làm quá trời thì trả chút đỉnh lương cho người ta thôi, có khi còn cắt xén bớt nữa chứ. Từ nơi đó thì họ si phước. Nói vị thấy như bây giờ chùa chiền mình đi, dù kinh tế eo hẹp gì không biết, nhưng chùa mình nó có thiếu ăn đâu. Tại vì sao? Quý vị cho người ta ăn bao nhiêu chục ngàn người, quý vị có bắt buộc người ta đóng tiền đâu, mà tự nhiên người ta biết cũng dường. Thấy rõ ràng chưa? Thế gian đâu ai dám làm điều này đâu, đâu ai dám làm điều này. Nên từ nơi đó mà trong ngôi tam bảo mới là điểm đặc sắc để tu phước duyên.
nhất là chùa mình. Chùa mình là điểm tu phước duyên thù thắng nhất. Những người mà làm công quả ở đây cơ hội cũng cao nữa, cơ hội để tu phước tu duyên cao mà lại có phương pháp tu nữa chứ. Nên như Đức thường nói với các cô trẻ mình, con người nhìn xa trông rộng. Chứ họ cỡ như mình ra ngoài đời lấy thằng chồng, có khi nó thiệt phải làm nuôi nó nữa đó, phải làm nuôi nó nữa đó. Nó có cái cù lẳng khô gan đó, là trời, phải làm nuôi cù lẳng nó nữa. Chứ đừng nói chuyện dựng chơi, đừng nói cha mẹ mình khó khi nào nuôi cha mẹ mình lắm. Tôi trong chùa bao nhiêu người đem cha mẹ đến gỡ, hỏi vì sao một người mẹ mà không nuôi. Hôm qua hỏi cô đó, dạ con có chồng thầy ơi. Vậy là tiếp tục phải nuôi cù lẳng rồi, thấy không, thấy chưa? Ở đây quý vị thấy không, chúng ta mỗi ngày sống phơ phớ, còn ý nghĩa cuộc đời. Tôi trẻ được ở trong ngôi nhà tam bảo, ví dụ như lâu lâu cái tâm khởi tâm này tâm kia, thật sự mà nói, hỏi bao nhiêu bà già đi có chồng đi, đêm đồng phòng sướng được bao nhiêu thời gian, thời gian có sướng gì đâu, chán muốn chết, cuối cùng lại vô nghĩa trong cuộc đời. Đây là tôi giảng xác thực cho mấy vị nghe đó. Đi hỏi đi, đi hỏi hết mấy bà có chồng coi, bây giờ thì giỏi lắm thì sống trong qua ngày chơ lai rai thôi, chứ ngoài ra bây giờ mà không làm cũng không được. Tên này muốn tên kia không muốn thì bắt buộc phải đồng ý thôi. Nó nên từ nơi đó quý vị đi tu nó mới là ý nghĩa. Thật sự mà nói cái đó chán lắm, mau cấp kỳ à. Thời gian à, thấy giống như là hát tuồng cho qua ngày chơi vậy đó. Không có ý nghĩa chứ. Cái cuộc đời mình đi tu này nó mới ý nghĩa nè, nó mới sống động nè, thật sự nó sống động đó. Nó phải nhớ kỹ đó nghe. Nên từ nơi đó mà nhận thức được thì đi con đường này mới đẹp nè. Tại vì sao? Mình nuôi cái cù lẳng khô cuối cùng cha mẹ mình mà mình còn chưa nuôi được nè. Có khi mình nuôi cha mẹ mình nó giết mình đó, đừng có nói chuyện dẫn chơi, mày đem cha mẹ mày về, mày lo. Mình là nặng tình, nặng chồng, nặng vợ. Chúng ta không thể nào vì cha mẹ mình mà đụng với chuyện vợ chồng. Nên bản thân mình, cha mẹ phải tự xách gói đi. Chúng ta cũng đau lòng lắm, nhưng mà buông chồng buông được, buông vợ buông được. Còn mình ở đây mình vừa phục vụ được bao nhiêu con người. Cha mẹ khi thất thế xa cơ, không ai nuôi dưỡng, bản thân mình giang đôi tay được. Đây mới là cái góc độ đặc sắc mà con người hơn nhau hay không là cái đầu. Đúng không? Hơn nhau hay không là cái đầu thôi. Nó giống như Nhân Đức, con đứa cháu gái nó cũng đi tu, ba mẹ nó cứ kêu nó về hoài. Trong bụng Nhân Đức nói một câu, Nhân Đức hoàn toàn tôi tu hành, tôi thông định lực nhân quả, tôi không có quan trọng đặt vấn đề ai chứ. Ai trong đây cũng là cháu tôi, ai trong đây cũng là con, ai trong đây cũng là bạn tôi chứ. Không có riêng biệt cá nhân ai. Trời ơi, con đường tôi năm mười mấy tuổi tôi nhìn cái nhà tôi biết tôi ở trong cái nhà này không có kết quả. Năm mười mấy tuổi là tôi đã nhìn ra. Chỉ cần chúng ta thông minh một chút, chúng ta nhìn con đường của cha mẹ mình đi qua, mình đã sẽ đi biết được con đường đó liền. Khỏi cần mình đi làm chi, thử làm chi, làm chi, nó mệt đi. Nhìn cha mẹ mình đi, nhìn nhiều người đi, có lịch sử đi, nhìn ra là biết liền cuộc đời họ cuối cùng được cái gì. Chúng ta sẽ tự mình sẽ lập lên con đường cho chính mình. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni, thấy không? Ngài là Thái tử, ngài còn buông hết, ngài đi tu. Vì sao? Vì ngài biết được con đường đi tu này đặc biệt. Nên mình đi tu được nam nữ gì nó hạnh phúc. Chứ đừng có nói chuyện mà nói mà người ngoài đời mà đưa lên cho mình một cái hành trang cho mình, có đâu bạn. Bậy. Cái đó tôi quá hiểu, cuộc đời tôi lam lũ ngoài đời, tôi từng biết nhiều cái, tôi biết quá mà. Nó thật sự nhiều cô đây nè, như đây cái bà xanh đâu nè. Thấy không? Hồi xưa bà có chồng đó, thấy không? Về cũng liếp láp chút đỉnh. Rồi thời gian cái bụng trình bình và cũng đẻ té tua mà, bà giỡn đâu. Đúng không? Nó truyền tải tư tưởng để cho các em đi. Đúng không? Nên rồi ơi. Rồi bao nhiêu bà già ở trong chùa? Bao nhiêu bà già ở trong chùa không nhìn ra hả? Nếu là hạnh phúc đặc biệt vì sao chạy vô chùa? Cuộc đời của người đa phần nó thiệt quý vị, nếu như mà hoàn toàn hạnh phúc ít ai đi vô chùa.
Nên từ nơi đó chắc chắn mọi người đều có cái khổ của cuộc đời. Đẹp cũng khổ mà xấu cũng khổ, giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Nó cái bà nãy đó, từ mùa dịch tới giờ lỗ 30 tỷ. Thôi nhưng Đức nói ơi, bài toán này tôi học lớp 3 tôi cũng lý giải được. Tại vì mình thiếu phước, mình không nhìn ra. Còn khi người ta cho sáng là người ta sẽ nhìn ra rõ ràng liền. Dừng càng sớm càng tốt. Bà nói con cố gắng làm thêm năm nữa, nếu không ổn à, là con nghỉ thầy. Nói, đúng rồi, bà cố gắng làm năm để cho nó hết vốn đi nghỉ. Đúng không? Bà chơi hết vốn mới nghỉ. Tại vì sao? Trong mạng bà không có nên bà chơi cho hết vốn. Đúng ra người ta lai rai vậy đó. Nên đi chùa cũng dường lai rai vậy, nuôi người già, cho người mù làm tượng Phật đồ vậy đó. À vậy đó bà con vậy đó. Mà bà thịnh hoài luôn á. Ôi 30 tỷ đó tôi gỡ ngân hàng, tháng tôi xài có không hết. Lại rai tôi xài có không hết, đi chùa cũng vừa có không hết. Đừng nói khỏi cần tìm thêm chi cho mất công. Nhiêu ta là đủ á. Nên ấy vậy không? Nên những Đức nói trong cái thời cuộc này đừng có lo ra làm ăn lớn. Người ta nói á, có phước thì có phần, không cần nó cũng có. Còn bạn không có phước có phần mà bạn càng quét thì bạn càng chết. Nó có những người không biết đủ nên cuối cùng mắc cả chì lẫn chài. Nếu như chúng ta mà biết đủ là cuộc đời chúng ta chỉ có lên không có xuống đâu quý vị. Chắc chắn nó lên từ từ mà lên hoài, còn hơn là nó chạy xuống. Nên bản thân mỗi người chúng ta học Phật nó tự tại. Như quý vị thấy những Đức đẹp đẽ gì đâu, sao nhiều người cũng phái những Đức quý vị. Ôi ô lễ lọc chạy theo còn hơn là chạy theo Phật. Vì bệnh đi coi kìa, phải không? Nó mấy bà Phật tử thấy rõ ràng đó. Càng quét nó vượt còn hơn. Ôi ô mình đi bộ mà muốn taxi nó chạy theo. Cầm dao, cầm búa ra nó vượt cậu. Thì coi, nó xấu xí chứ gì đâu. Nó, thì thấy không? Nên những Đức nói, cái vị cứ nhan sắc làm sao cứ giữ vậy đi. Đừng có thay đổi nhan sắc. Chỉ cần vị có duyên là nó sẽ phát triển nhiều người quý mến à. Trời ơi, những Đức hồi đó vừa thấy rõ ràng rồi. Có cái bà đẹp thì ghê, bà có thằng chồng xấu quắc. Còn cái bà xấu quắc, bà có thằng chồng đẹp quá trời luôn. Phước phần nó yên tâm đi. Nên cái người mà học Phật mà nghe tôi giảng rồi đừng có đi sửa sắc đẹp. Sửa sắc đẹp là mắt duyên đó cho vị biết đó. Trời ơi tầm bậy 100% luôn. Vì sao mắt duyên? Bạn cái duyên của bạn đi đến cuộc đời nó là như vậy đó. Bạn sửa nó là bạn đi ngược định luật tự nhiên. Nên bạn mắt duyên chứ không gì chứ nghe. Dù bạn có sửa đẹp nhưng nó vẫn là giả, chứ nó đâu phải là đẹp đâu. Còn bạn thì xấu nhưng bạn là thật. Thí dụ như cái lưu mũi bạn giả, có dám cho ai nhéo thoải mái không? Như nó giả nhéo thì bạn nó quẹo thì sao? Vậy thì bạn hãy tính những cái bạn tạo ra giả đi. Bạn có cho người ta thoải mái không? Lỡ nó có gì nó cái bụp làm sao, nó bể thì sao? Đó là bạn khổ đau với cái giả. Những ngày tháng của bạn sống không có tự tại. Bạn dại quá, bạn khờ quá. Trời ơi, bạn không chịu sống tự tại đâu. Thật sự mà nói, xã hội phần nhiều ai cũng sửa, ai cũng trang điểm này kia. Bạn giữ y nguyên nó mới nhìn bạn, nó bằng nó phái. Tại bạn là thật. Bây giờ ví dụ như bây giờ miếng đồ hũ thật với miếng đồ hũ giả, thích ăn miếng đồ hũ nào? Không lẽ ăn đồ hũ giả? Ăn đồ hũ thật chứ ai ăn đồ hũ giả? Đúng không? Mà đơn giản là hai cái bong bóng. Một cái bong bóng giả, cái bong thật. Tôi thích thổi bong thật chứ không ai thích thổi bong giả bao giờ. Nên từ nơi đó thật vẫn là đẹp, thật vẫn là thích. Tôi nói ra vậy đó, tự mà mở rộng ra cái tâm ra mà nhìn nhận trong cái cuộc đời này. Rồi tôi giảng mà nghe kỹ đi, rồi sẽ thấy nó đi vào máu mình luôn. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Nên ta xác thực cuộc sống mà. Cái người thế gian họ cho mình là người phát triển, người khôn, thông minh, bậy, sống khổ.
Tự nhiên bản thân như vậy, bình thường đi đem cái giả bỏ vào người, để cả đời mình phải lo âu với cái giả, bỏ vào đó thì khổ không? Ví dụ như bây giờ mình làm vợ người ta đi, mình thật đi, chồng nó nhậu gì, dù nó cái gì với mình đi chăng nữa mình cũng không lo. Còn mình mà giả nó nhậu gì ba sồn ba sực, nó bấm bậy bạ cái bùm cái chết mù luôn. Mình chịu đạn, chịu lũ đạn chứ làm sao. Các bạn ngồi suy nghĩ có phải đúng không? Nên từ nó đó, đúng là cái người bây giờ họ không hiểu quý vị ơi. Nghe kỹ đi rồi sẽ biết à. Họ sống như ngày tháng đúng là khờ dại ghê thiệt chứ. Tôi nè hô hốc người ta vẫn khoái tôi à. Ai gặp cũng thương cũng thích chứ. Thích thương là thương à. Miễn chỉ cần mình vui vẻ, có duyên là ta thích à. Đó đàn không? Nên các cô mình cái càng sống đơn giản bình dị, hiền hậu đàng hoàng là ta thương, ta quý mến mình. Nhiều Phật tử quý mến mình, tự nhiên mình thấy bình an. Nó nên nhỏ nhỏ trẻ trẻ gì đó vô chùa tu vậy đó. Vậy đó nghe mà dám giang đôi tay rộng nói mạnh dạn với cha mẹ một câu đó. Cha mẹ lúc nào vô đây là con nuôi cha mẹ được đó. Giờ ngoài đời có chồng á. Không có cửa dám nói câu nói đó đâu bạn. Nè, cho bạn biết á, nó chưa bước lên xe bông thôi. Chưa lên xe bông thôi mà bạn đã chưa dám ý kiến ý cò với nó rồi. Chứ đừng có nói chi mà gạo nấu thành cơm. Bạn chưa về nhà nó mà bạn chưa dám đề xuất cái việc cứ em rồi rước cha mẹ em về luôn được không? Bạn đề xướng ra nó thôi miễn đi mày. Rước mày là mai rồi. Bây giờ rước cha mẹ mày nữa. Có gì đó đâu em. Thì sao được không? Mày về hay là mày muốn rước cha mẹ mày luôn? Nó dạ về. Mình thôi nghe không? Nó rước cái tao dùng được, rước cái mà đem về phiền phức. Ai rước chi? Vậy thấy không? Cuộc đời của người không có nhìn cái ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Thấy không? Ăn cái trái mình phải nhớ cái kẻ trồng cây chứ. Rồi mình chỉ biết lụm trái mình ăn không, mà còn cái gốc cây mình không chịu tưới, mai mốt có đầu ăn. Đúng không? Tôi đây mà nói sống với đại chúng trong chùa, khi cha mẹ người ta vô mình còn thấy mình thương. Nó nên rõ ràng mạnh dạn nói một câu luôn á, thiệt á. Như mấy cô đây ai mà không mạnh dạn nói với cha mẹ, cha mẹ chưa chịu vô chùa yên tâm đi. Nó, cuối cùng cũng vô à. À, tại vì quý vị không có đủ cái bản lãnh quyết chí thôi thì bạn quý vị chịu thôi. Những đức nó cái gốc tam bảo nó vẫn chắc. Cái gốc tam bảo nó vẫn chắc. Cái gốc tam bảo nó nằm ở đâu mà chắc? Cái gốc tam bảo nằm ở trong tâm mình á. Cái tâm mình tu đạo, cái tâm mình quyết chí tu là cái gốc của tam bảo đó là chắc nhất. Nó nên cư sĩ cũng vậy đó. Tiếp nhận đạo là quý vị đang nương cái gốc của tam bảo đó. Dù trong cái cuộc đời quý vị có gặp những chuyện éo le của cuộc đời, có sự trở ngại gì, thì bản thân của quý vị vẫn có điểm nương tựa về cái gốc của tam bảo từ tâm. Đúng không? Bây giờ mình sanh đứa con thôi, con nhỏ như cái thằng nhỏ xíu xíu tí tí kia kia đứng nghe đó. Con lỡ chào thầy đi con. Mẹ đi với con. Mẹ nó đi, nó mới dám đi, thấy chưa? Nó lớn lên chút nè, nó lớn chút, khoan, hả, nói nó có vợ đi. Nó lớn một chút thôi rồi vì sẽ thấy à, nó lớn đi rồi sẽ thấy. Vì vậy mà kêu con là mẹ biểu của con. Thôi, để con người ta ngồi ta chơi, biểu gì biểu. Nó, thấy không? Chở mặt với mình rồi đó. Còn nhiều đứa nít bây giờ lớn lớn lên chút thôi, mặt đơ. Tại vì mình làm cha làm mẹ thì bây giờ mình cái nợ mình phải thiếu, mình bây giờ mình phải lo. Chứ cái người mà khác phái nhìn cái thôi là khỏi nhìn mày luôn. Nhìn đơ kỳ cục quý vị ơi. Tối ngày cầm điện thoại bấm game, tối ngày bấm với ba trợn luôn. Bây giờ quý vị coi kìa. Ở bệnh viện mà nhi đồng thành phố á, đưa lên con nít bây giờ mà cha mẹ mà đưa điện thoại cho chơi giết bây giờ bị bệnh kìa. Quá trời luôn. Nó nằm mà tự nhiên nó làm tay làm vậy nè. Rồi cả đời bạn tiêu rồi, cả đời con bạn tiêu rồi, xong rồi. Bộ não như xíu xíu mà giờ tối ngày nó gạt điện thoại suốt. Nó nên
Mình thấy không, mình sống ở đây mình không có dính điện thoại này kia. Những đức không có xài điện thoại mà cũng nuôi được 2.000 người. Điện thoại đâu? Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.